Quang Linh Vlog có lẽ không còn là cái tên xa lạ gì nữa với cộng đồng mạng. Mọi người biết đến anh thông qua các vlog về cuộc sống, sinh hoạt cũng như công việc từ thiện ở đất nước Angola xa xôi. Đồng hành cùng Quang Linh là nhiều anh em, bạn bè trong nhóm. Họ thành lập một team gọi là Team Châu Phi. Thời gian gần đây, nhiều người xem đã phát hiện ra rằng một thành viên quen thuộc trong team của Quang Linh đã vắng mặt ở nhiều video. Đó chính là anh Quý, người hay lên video cùng Linh Philip. Sự rời đi của anh Quý làm dấy lên nhiều tin đồn thất thiệt. Đứng trước nhiều lời đàm tiếu của dân mạng, Linh Philip mới đây đã trải lòng lý do để thành viên này chia tay anh em trong việc phi phàm. Từ khi anh Quý đi tới giờ cũng hơn một tháng nhưng vẫn có người vào chửi mình các bạn. Rất nhiều người nói mình ăn cháo đá bát, rồi đưa con người ta sang đây rồi đem con bỏ chợ. Mình xin 2 phút để nói về vấn đề này. Thứ nhất, mình không lôi kéo anh qua đây. Anh và chị tự gọi điện mình giúp sang đây làm. Thứ hai, trong 9 tháng qua, chi phí mình bỏ ra cho anh cũng tầm 200 triệu. Tiền lương, thuê nhà ở, tiền ăn, tiêu vặt, tiền thẻ điện thoại rồi thuê người dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ nè. Ít nhất mình phải chi 6 khoản tiền cho anh ấy. Lúc đầu mình nói mình cần người sang đây để phụ việc cho mình chứ không phải để là này kia với mình. Mình cần như thế để giảm bớt gánh nặng đi. Khi quyết định cho anh về thì mình đã đặt một vé cho anh về. Mình nói tiền vé anh về mình sẽ cho anh, nó tầm 20 triệu tiền Việt. Còn 2 ngày nữa bay thì mình đưa anh lên siêu thị cùng anh rể mình để mua quà cáp cho con, cho cháu và họ hàng, bạn bè. Toàn bộ, anh muốn mua gì lên siêu thị mua em thanh toán hết cho. Đang đi thì chị vợ gọi xin cho em của dì vào làm nên quyết định không về nữa. Mình gọi lên đại lý hoãn vé lại không đi nữa. Thì họ có trừ mất của mình 30% tiền vé bởi vì nó sát ngày bay quá rồi. Mình chở anh xuống chỗ cháu gì đó, ảnh ở đó làm tới bây giờ. Ở với người khác họ không có lo tiêu vặt, điện thoại các kiểu. Còn ở với mình, anh Quý không cần bỏ ra đồng nào. Mình cho anh đi nhưng anh em vẫn vui vẻ bình thường. Nhiều bạn vào nói mình không được thế này, thế kia. Mình bỏ tiền gần 30 triệu ra thuê nhưng không cho mình bảo anh ơi làm giúp em cái này, xem giúp em cái kia. Dân mạng bình luận. Đừng quan tâm những người không hiểu rõ câu chuyện. Nên anh Linh Philip đừng buồn làm gì. Theo em nghĩ anh Linh gặp anh Quý nói rõ chuyện này. Theo lời Linh nói thì 9 tháng cả lương và ăn uống chi tiêu của anh Quý tổng hơn 200 triệu trong đó lương là 20 triệu một tháng, còn lại là tiền ăn, thẻ điện thoại và tiêu vặt, nếu đúng thì quá ok rồi còn gì nữa. Đi Tây mà lương bèo vậy 9 tháng mà tổng có 200. Vẫn chưa có trọng tâm sao anh Quý nghỉ việc. Anh Linh Philip như vậy quá ok rồi, nhưng thấy không hợp làm việc với nhau nữa thì cho nghỉ là hợp lý. Đơn giản mối quan hệ là trao đổi giá trị, khi hết giá trị thì làm gì còn. Ví dụ giờ anh Quý ở lại cũng mất 20 triệu tháng mà không được gì nên cho nghỉ. Đi làm thuê mà còn có người dọn dẹp với giặt quần áo cho nữa thì chịu rồi. 22 triệu tháng thực nhận ông Quý chắc tầm hơn chục xíu vì đây người ta tính tổng chi 200 triệu 9 tháng. Tính ra có khi anh Quý không nói gì nhưng toàn thiên hạ nói, tự nhiên anh em mất lòng nhau. Ủa sao nghe anh Quý nói từ lúc qua làm 9 tháng là tháng nào cũng trừ vào tiền lương vì vé máy bay gần 100 triệu coi video đó nghe thương chú. Không có duyên làm với mình thì thôi, đến vui vẻ đi cũng vui vẻ, để cho họ đi chỗ khác thì lúc đó họ sẽ cảm thấy tình thương của anh cao quý hơn.